Some thought moi đặt trong YouTube ở bộ tê còn mới. Vâng. Nhưng khang tê show, tập về thọ tới cái màu chờ, chờ sập mai vẫn chờ.
thọt môi mà. Thank you.
Đã cắt tam lên tích. Vâng. Bát rồi. Bát thì hở thọt rồi. Thọt đã không YouTube. Thọt thọt mùi thọt đã thông thọt mùi mà thọt đã không YouTube ấy bỏ tay còn mơ còn màu tình thì và con thọt kẹp chim muôn ấy thế chú thon điểm đi anh em tập trắng lấy mấy ngày nữa súc đã cắt tam đi. Hở thò thôi
đi xong thọt mùi đã khăn ông YouTube ấy bỏ tay còn mờ thọt đã khăn ông YouTube bỏ thọt đã khăn ông YouTube.com hả chia lại nè cái hạ tầm poa hả cái hạ tầm poa YouTube ở đây bông ở đây thầm cái chợ đấy hay bông và ở đây và thầm thôi bông ở đây là đây bông đã không YouTube ấy bông thôi đã không YouTube rồi.
thọ đã nông YouTube cũng chẳng bà ờ được thử đó à bà bà làm sao thế nặng mưa bó rồi bà bà từ từ bò tết bóng về chuyện là YouTube.com đó rồi đã nông nông nó street food mà Oh, you got street food, eh? Huh? Yeah, street food. Asia, street food. Khả năng của mọi người nè. Bà, nãy cái không phải phải. À, khó nhóm cứ san thù. San thù. Bà, san thù. San thù. Bà. Ta dương focus on street food. Bà, street food. In Cambodia. Bà, in Cambodia. Mình thấm là street food ấy, nhóm từ khang start Olympic kia chẳng nhóm miền Pi nhóm miền Pi Pi playlist mỗi sản phẩm street food, mỗi tiết sản phẩm sport Oh, okay. Và chừng hay nhóm thử marketing của Pi video nâng đài chẳng nhóm thử đăng tà nẹ search nhóm thì search của Pi ấy class street food nó miền street food Asia, street food Thailand, street food Việt Nam okay. Vâng, bơ của nó ạ. Bơ sẵn cơm hay là chay nó mất ngon à. Sao bây giờ vậy ạ, chộp ấy không này? Ờ, chộp đây mà. Chúng ạ? Tại sao nhóm ở toàn cắt to rồi lại? Có hai cắt to thế này. Nâng này, ở đây nhóm ở toàn cắt to, càng muốn nhóm cắt to mà xin nhóm tiếp với đúa kho mà. Là phê chẳng thở kho ai rồi